Vâng, chào các bác, lại là em Fuji ô tô đây. Một chiếc xe gầm cao máy khỏe, và con này là người ta gọi là to cao đen hôi mồ hôi dầu luôn. Đây là một chiếc xe màu máy dầu đấy ạ. Vâng, một chiếc xe 7 gọi 8 chỗ ngồi, máy dầu, gầm cao máy khỏe đang có mặt tại Fuji ô tô. Và đây là một chiếc xe vừa về cửa hàng xong. Những ai mà yêu thích cái dòng xe Toyota Fortuner thì không nên bỏ qua chiếc xe này. Và đây là một mẫu xe hàng khá hiếm ở thời điểm hiện tại. Vâng, thời điểm hiện tại thì những cái dòng Toyota Fortuner là những cái dòng xe mà được rất rất nhiều người tìm kiếm luôn. Những cái chiếc xe như thế này thì bao giờ chạy cũng rất là lành bền, máy gầm khỏe, chất, xe cứng và không có lỗi lầm. Đặc biệt là con này thì máy số còn zin, cầu số ok và xe chạy rất là nhàn nhã các bác. Đi những cái dòng xe này thì cực kỳ là tuyệt vời. Đặc biệt là kiểu dáng xe thì các bác nhìn đấy ạ, kiểu dáng tem đã được độ Sportivo cực kỳ bắt mắt. Kiểu dáng nổi bật trẻ trung và hệ thống đèn của xe thì cũng đã được nẹp chrome sáng bóng rồi. Chiếc xe thì mang biển số biển số Thái Nguyên 20A46397. Vâng, chính chủ biển số Thái Nguyên luôn. Và con này thì hai chủ các bác nhá. Đấy, bản G xịn, xe cứng và dòng này thì nói chung là đi thì lành bền vô đối luôn. Lốp dép còn mới và bốn quả lốp Dueler Bridgestone của xe thì dày dặn chắc chắn luôn. Và lốp thì thay năm ngoái nhá, 2021. Đây là cái dàn lốp này còn mới tinh tình tình. Con này thì lăn bánh được 8 vạn rồi và nội thất của xe thì vẫn còn tươi rói rói. Form dáng xe, kiểu dáng thì nói chung là dòng xe người ta gọi là hầm hố to cao rồi. Nên là các bác đi những cái dòng xe này thì nói thật các bác là sẽ không bao giờ thích đi những cái dòng xe gầm thấp nữa đâu. Một mẫu xe đường trường, một mẫu xe chạy dầu rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và dòng này nói chung là các bác về là các bác cứ chỉ có việc là đi thôi, không phải làm cái gì cả. Máy số thì zin, gầm bệ thì chắc và nói chung là mày dòng này thì các bác cứ đi tiết kiệm, càng đi nhiều ấy, thì càng chi phí ít luôn. Đấy, form dáng tôn vỏ sơn si của xe thì quá ok rồi. Kiểu dáng thì năng động trẻ trung và các bác có thể nhìn ngay từ cái phần lốp này, bốn quả lốp 2021 Dueler Bridgestone dày bịch luôn, to bản hầm hố luôn nhá các bác nhá. Và con này thì sử dụng vành la răng là 17 inch. Đấy các bác nhìn ạ, la răng rất là to cao. Đấy, mắt cắt ta lăng của xe thì nẹp chrome sáng bóng và nẹp chrome với các bác nhìn này, mạ chrome sáng bóng luôn, logo to nổi bật rõ ràng, biển số rõ ràng và không có gãy vỡ gì cả. Xe thì đảm bảo cam kết là không có đâm đụng tai nạn ngập nước nha các bác nhá. Phần đèn của chiếc xe thì con này sử dụng công nghệ đèn bóng halogen kết hợp với đèn bi cầu ống bi đèn ống này. Đấy các bác nhìn ạ, và phần ốp chrome sáng bóng lên. Đấy, ốp chóa đèn cực kỳ đẹp, lẹp chrome sáng tất cả xe. Và cản dưới của xe đây, bóng đèn gầm này. Đấy, đèn gầm được nâng cao, cản dưới sạch sẽ, không có lỗi lầm. Đấy, cản trước các bác nhìn này. Đấy, tất cả các cái nan thì rõ ràng và không có gãy vỡ nhá. Bên các cái phần sơn si này đều luôn này, bóng này và không có chảy xước gì cả. Một mẫu xe rất là ngon. Ui, cabo mỏng dã man các bác ạ. Vâng, tôn cabo rất mỏng nhá. Và xe thì không có sơn si tỉa bạ gì cả, sơn zin nữa. Phần nóc của xe đây các bác nhìn này, giá nóc đầy đủ, hai giá nóc luôn nhá. Con này thì nó không có bản cửa sổ trời, vâng, chỉ có thế này thôi. Và đây là một chiếc xe mà bốn quả lốp 2021 được thay một lần phát luôn. Riêng bộ lốp này thì hôm vừa rồi giá trị của lốp nó lên đây là 12 triệu bốn quả. Tính ra là cứ một quả này là rơi vào tầm khoảng 3 triệu một quả các bác ạ. Lốp 265-65R17 các bác nhá. Và la răng của xe là la răng 12 chấu. Phanh đĩa, đấy, phanh đĩa này, dày này, các bác à. Và cua lốp của xe thì rất là đẹp luôn. Đấy, cua lốp này, đẹp xịn sò và không chói lóa luôn. Cái này chỉ bụi bẩn nữa quá. Vâng. Phần bậc để chân đây rất là chắc chắn. Đấy, cửa này tôn vỏ rất mỏng, tôn mỏng nha, sơn tôn thì dày, sơn thì mỏng. Đấy. Và cái này thì đảm bảo các bác là không bà tỉa, vâng, không có bà tỉa luôn. Con này được cái bác chủ bác ấy giữ rất là cẩn thận, vâng. Thế còn xi nhan thì tích hợp trên đây gương và bầu gương thì được ốp chrome sáng bóng luôn. Đấy. Phần gương ở trong này thì có cục xe, có chỉnh điện đầy đủ các bác nhá. Vâng, có đầy đủ các cái chức năng. Ví dụ là cục tự động này, đấy. Điều khiển điện thì đương nhiên rồi. Vâng. Và đây là một dòng xe cũng rất là bền lành. Kính cửa một chạm, tất cả kính của xe thì được dán phim 3M cách nhiệt. Và con này tổng cái giá trị dán phim 3M của chiếc xe này nó rơi vào tầm 7 củ nhá các bác nhá. Nhiều bác bảo ôi sao đắt thế. Nói đùa các bác chứ các bác cứ ra cửa hàng đi,
Rồi các bác sẽ biết là giá của phim cách nhiệt nó như thế nào. Đây là dòng phim cách nhiệt cao cấp 3M. Đấy, dán cả kính trước luôn này. Có hết nhá. Nên là khi mà các bác đi á thì cái điều hòa nó sẽ không phải làm việc hết công suất và bên trong thì rất là mát lạnh luôn. Đấy, cách nhiệt tốt. Đấy, ghế da zin này, ghế da zin. Đấy, ghế da zin còn nguyên. Sờ rất là mềm. Con này thì là ghế chỉnh cơ nhá các bác nhá. Và một chiếc xe bản máy dầu số sàn. Đấy. Và vô lăng 4 chấu có tích hợp túi khí cho các bác luôn. Không phải là bản máy xăng full số tự động đâu. Nên là nó chỉ tích hợp như thế này thôi ạ. Và lăn bánh là 8,6 các bác nhá. Đấy. Nội thất ghế này. Và bản lề các bác nhìn này. Ốc còn chưa ra. Còn nguyên zin luôn này. Ốc còn zin chưa hề ra một chút nào luôn. Đấy. Cánh tôn chắc chắn. Dày. Và dòng này thì nói chung là một cái dòng xe chạy rất là lành bền rồi. Chỉ keo đây các bác này. Đấy. Chỉ keo zin này. Đây là zin này. Chỉ keo zin này. Đấy. Tappy này. Đẹp này. Kính điện nhẹ nhàng và tất cả đều được dán phim 3M, dòng phim cao cấp. Đấy, 7 củ á. Đấy là bác chủ á bảo em vậy. Vâng, chân nỉ con này được bọc chân nỉ đã được bọc ni lông nên là thảo nào nó sạch thế. Vâng, thực sự là quá sạch luôn. Đấy, giữ gìn rất là cẩn thận. Điều hòa 3 vị trí. Đấy. 2 này. Dàn bên này là 1, dàn bên này là 2 và đằng trước là 3. Đấy, 3 vị trí cho các bác nhá. Nên là hàng ghế nào cũng có điều hòa, cực kỳ mát luôn. Đây có thể là gọi là một mẫu xe 8 chỗ gầm cao cũng được các bác ạ. Vì hai hàng ghế sau đều có thể chở được 3 người. Đấy, 8 chỗ gầm cao máy khỏe. Các cái đinh cột này thì không phải về bàn luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy, đinh cột của nó còn nguyên này, còn đẹp luôn này. Vâng, riêng những chiếc xe này thì bên em đã test rồi. Nên là các bác yên tâm, những cái đinh cột này thì không phải nghĩ luôn nhá. Và nói chung là chất sơn si rồi, chất máy số gầm bệ thì khỏi về bàn. Và lót sàn này. Đấy, các bác nhìn lót này, lót lỉ này. Đấy. Lót thêm một lần vải nữa cho nó sạch sẽ này. Cái này là lót thêm nhá. Vâng. Đấy. Lốp dày. Đấy. 4 quả lốp trị giá 12 củ cả dàn. Đấy. Xe rất là đẹp. Đấy. Sắt xi gầm bệ thì khỏi ai bàn. Nói chung là đây là một dòng xe chạy khá là ổn định. Lành bền. Đấy. Kính zin toàn bộ luôn này. Và các bác có thể nhìn này. Cốp này. Đấy. Cốp sau này. Cản sau đây. Đấy. Cản sau sạch sẽ không có lỗi lầm. Và con này thì cũng đều được gắn cảm biến nhá. Còn hệ thống đèn hậu thì là chóa đèn tròn. Đấy, có thiết kế tương đối khá là nổi bật. Và con này được ốp chrome hết rồi. Nói chung là bác chủ cũng phải là người ăn chơi. Bác cái độ chrome hết lên xe. Thảo nào trông xe nhìn qua đẹp thật. Vâng, quá đẹp cho một chiếc xe tuyệt vời. Đấy, cửa sau này mở nhẹ nhàng. Đấy, một chiếc Toyota Innova bản G. Đấy, ghế này, ghế da zin này còn nguyên. Toàn bộ hai cái ghế đằng sau này úp xuống thì cũng có thể chở được 3 người. Thật sự là cái mẫu xe này các bác có thể đi 8 người ok. Đấy, sàn còn đẹp luôn này. Đấy, thêm một cái lớp lót sàn và xem sàn nhựa cho nó sạch. Đấy, còn đồ nghề hốc để đồ đây. Đấy, còn nguyên luôn. Con này ồ thiếu kích lốp. Cái này bác nào mà mua nhớ hỏi em cái kích lốp nhá. Vâng. Kích lốp thì hiện nay đang thiếu. Đấy, thế còn đèn này. Rồi các cái phần này này còn nguyên này. Đấy, đinh hàn này, đinh hàn còn nguyên mà ốc chưa ra nhá, ốc chưa hề ra một chút nào luôn này. Đấy, bên này chỉ keo đều zin. Đấy. Chỉ keo zin đẹp đẹp luôn này. Sơn xi sạch sẽ cứng cáp luôn. Một mẫu xe lành bền. Đấy, ăn dầu ít và khá là tiết kiệm. Một mẫu xe đường trường được rất nhiều người lựa chọn cho để đi vừa gia đình cũng có thể là đi công vụ cũng được. Mẫu xe này được cái là đầu tư thì các bác đầu tư cũng không khá là cao đâu. Ví dụ chiếc xe này các bác đầu tư chỉ khoảng 590 thôi. Nhưng mà các bác đi những cái mẫu xe này thì nó cũng rất là yên tâm. Đấy, vì là máy nhật nó lành bền. Thực sự giá trị của chiếc xe thì cũng rất là nhỏ. Vâng, 590 triệu cũng rất là bình thường rồi ạ. Đấy, nội thất ghế kia các thứ của xe thì vẫn còn rất là ok. Đấy, úp xuống này. Đấy, khi các bác để đồ các bác có thể úp hàng ghế này xuống thì cực kỳ là rộng luôn. Đấy. Vâng, và cái dòng này thì nói chung là một dòng xe được đánh giá rất là cao. Đấy, các bác nhìn này, chỉ keo chỉ này, đó. Vâng. Sơn này. Mỏng luôn, đấy. Và các bác nhìn bên này này, đấy. Tem nhãn của con xe thì đây nhá các bác nhá, tem nhãn đầy đủ, sản xuất đúng 2012 luôn. Đó. Vâng. Nhiều bác thì xem kênh của em Vũ Duy Ô Tô bảo là có thể là giá trị xe hơi cao một chút. Nhưng mà nói thật các bác là khi các bác có một chiếc xe chất ấy, thì các bác bán cho em thì khẳng định với các bác chẳng ai chịu bán với cái giá thấp đâu. Ai muốn bán giá cao vì là xe của mình nó cứng. Đấy, thế nên là các bác cũng thông cảm là tại sao mà giá của bên em nó nhỉnh hơn một chút.
nhưng mà tiền nào của đấy các bác ạ. Vâng, các bác bỏ ra số tiền nó không quá cao đâu, nhưng mà thực sự là các bác đã có ngay được một chiếc xe tuyệt vời mà đi là không phải nghĩ. Gầm này các bác nhìn, gầm nó sáng choáng như không này đấy, sáng như vậy mà gầm cực đẹp luôn đấy các bác nhá. Vâng, gầm xe rất là đẹp luôn, và nói chung đây là một dòng xe chạy rất là lành đấy. Vâng, dòng xe đường trường chạy cực kỳ lành luôn đấy ạ, ăn dầu tiết kiệm, máy thì ngon đấy, và được cái là chất thì tôn mỏng luôn. Và các bác nào mà quan tâm đến em Vũ Duy ô tô thì các bác có thể đăng ký qua kênh, rồi các bác theo dõi những cái video mới nhất về cửa hàng em Vũ Duy ô tô, thường xuyên cập nhật liên tục đấy. Logo vẫn còn đẹp này, xe thì cứng, chỗ này thì hơi mòn một chút đấy, mòn đây này đấy, còn cái chỗ này thì gần như là vẫn còn gần như là nguồn nguyên, nó chưa bị rách đấy. Đấy, gạt mưa gạt kính thì sạch sẽ, phun nước thì khá là tơi. Ai chà, rồi và đây là cái nào, máy dầu được cái là đè lên cái là lên ngay, máy rất là ngon. Đó, tua ổn định 800 đấy, màn hình OLED luôn nữa các bác nhá, và con này là OLED C8 luôn. Vâng, tương đối là nhiều tiền phết ý, không phải rẻ đâu. Ta nào có nhạc không? Có nhạc đấy, nhạc cháu đầy đủ cho các bác nhá, có tích hợp cam lùi cho các bác luôn này đấy, không thiếu một cái gì. Và ra, nói chung là chất xe thì khỏi bàn rồi, quá là ok đấy. Nhiều bác bảo ô cái dàn điều hòa phía sau này, cái dàn này này bật kiểu gì mà khi các bác bật mãi không thấy gì, không thấy chạy. Thế là nói các bác chứ đây này, nó đây này, các bác phải bật cái này nhá. Nhiều bác không biết đấy, có gió rồi đó, nhiều bác không biết không bật, thế là cuối cùng là không có thôi. Đấy, cần số thì cũng hơi mòn theo thời gian, nhưng cái này thì bình thường. Nói chung là số má thì mình dùng nhiều ấy, thì đương nhiên là nó phải vậy rồi. Thế còn được cái là con này thì có cái khoang động cơ là máy số zin đúng không ạ, còi to được. Vâng, nói chung là xe thì chất khá là cứng và xe thì vẫn còn tươi đấy, nói chung là tỷ lệ rơi vào tầm khoảng 80%. Còn đây là khoang động cơ của chiếc xe, con này sử dụng động cơ máy dầu D4D. Mức tiêu thụ nhiên liệu dầu của chiếc xe này thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 8 lít dầu trên 100 cây thôi. Đấy, máy rất là ngon, turbo rồi, khô sạch. Và con này thì máy số còn zin nhá, còn zin nguyên. Đấy, máy còn zin nguyên này, ốc zin này, chưa có tháo mở một chút nào luôn. Đấy, máy dầu cực kỳ ngon lành bền phở luôn này. Đấy, turbo khô nét luôn. Và những bác nào á mà muốn mua những cái dòng xe tại Vũ Duy ô tô thì các bác chỉ cần điện thoại nhắn tin Zalo trực tiếp qua số điện thoại 0869158926. Đây là chợ lái lái này, đây là chợ lái dầu, nước làm mát, nước làm mát. Lúc nãy em lỡ mồm đấy ạ. Và các bác nhìn này, đầu răng này đấy, đầu răng đây, răng còn nguyên, xe còn cứng luôn nhá, và tai đèn này còn ốp ngon nguyên đấy, xe rất là cứng cựa luôn. Và chiếc xe này thì bên em Vũ Duy ô tô đang bán được cái giá rất là yêu thương. Vâng, một chiếc xe tuyệt vời mà bên em Vũ Duy ô tô bán được cái giá là chỉ có 590 triệu đồng thôi, rẻ như cho một mẫu xe máy dầu giá rẻ. Vâng, và dòng này thì nói chung là hiện giờ 2012 thì sẽ không trả góp nữa rồi, sẽ không trả góp nha các bác nhá. Các bác nhìn này, máy dầu mà không có hơi luôn này, không có hơi cửa, không hơi khói nhá. Đấy, rất là ngon, máy rất là ok luôn. Dòng máy Nhật thì nó rất là bền. Vâng, nó không phải lo đến chuyện sửa chữa hỏng vặt đâu cái gì cả. Đấy, các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe Fortuner đẹp như thế này thì alo ngay cho em Vũ Duy ô tô, kẻo bỏ lỡ một chiếc xe tuyệt vời tại Vũ Duy ô tô. Đấy, con này thì vừa về cửa hàng xong, và giá của nó thì cũng tương đối là mềm. Vâng, và những ai mà quan tâm đến chiếc xe này thì đừng ngại ngần, alo ngay để sở hữu ngay được chiếc xe tuyệt vời tại Vũ Duy ô tô. Xin cảm ơn nhé, và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy ô tô, chuyên các cái dòng xe lằng nhằng khủng khoảng. Và bên em thì có cực kỳ nhiều xe luôn, bãi xe lớn nhất cả nước luôn các bác nhá. Đấy, nói thật các bác chứ sức em còn không kịp để mà bán nữa cơ. Vâng, đúng là quá nhiều xe tuyệt vời. Vâng, cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Vũ Duy ô tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.